mục Bác sĩ cây trồng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Bác sĩ cây trồng do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn phối hợp thực hiện. Thưa bà con, trong sản xuất nông nghiệp, bên cạnh những loại nấm vi sinh vật có hại, còn có những loại nấm vi sinh vật có ích đối với cây trồng và vật nuôi. Nấm Trichoderma đã được nghiên cứu và ứng dụng trong canh tác nông nghiệp. Mở đầu chuyên mục hôm nay, Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, nói về đặc điểm và sử dụng nấm Trichoderma trong nông nghiệp. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa cô Nam Danh, kính thưa các bạn nghe đài, thưa anh Thắng, để trong cái chuyên mục vừa rồi đó, chúng tôi cũng có nói đến cái vai trò của cái nấm Trichoderma. Thì trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin nói thêm về cái nấm Trichoderma này để bà con cô bác có thêm cái thông tin để chúng ta sử dụng để chăm sóc cái vườn cây của mình. Thì trước hết là nấm Trichoderma là gì? Thì kính thưa cô bác Nam Danh, cái nấm Trichoderma này là một cái loại nấm mà nó sống ở trong đất rất nhiều. Nhất là cái nơi đất nào mà có nhiều dinh dưỡng, có nhiều chất hữu cơ, nhất là cái vùng mà xung quanh rễ của cây á, thì cái nấm này nó có rất là nhiều. Và đây là cái loại nấm nó hoại sinh. Nấm hoại sinh có nghĩa là nó tấn công trên cái sát bã cây, nó bị mục. Nhưng mà đồng thời nó cũng có khả năng ký sinh và nó tấn công đối kháng, nó ký sinh và đối kháng cho nhiều loại nấm gây hại, gây bệnh cho cây trồng. Có nghĩa là nó vừa là cái loại nấm hoại sinh, nó sinh sản ở trên những cái loại cây sát bã thực vật hoai mục. Nhưng đồng thời có thể là mình nói một cách nôm na là nó ăn thịt những cái loại nấm mà nó gây hại cho những loại nấm, nó gây bệnh cho cây trồng. Thì thường thường á, thì cái nấm Trichoderma này nó phát triển mạnh ở cái vùng rễ đó. Và một số nấm á, nếu mà chúng ta được trộn với hạt giống thì người ta thấy rằng là cái nấm này có thể sống ở trên cái bề mặt rễ sau khi cái cây nó mọc xuống cả mét. Và có thể nó sống ở đó đến khoảng 18 tháng sau khi chúng ta xử lý, tức là sống rất là dài. Thì có bao nhiêu loại nấm Trichoderma thì hiện nay người ta đã xác định là có tới khoảng 33 cái giống nấm Trichoderma khác nhau. Và mỗi giống nó có một cái đặc tính riêng. Bây giờ chúng ta xem cái công dụng của nấm Trichoderma là thế nào. Cái công dụng nhất là cái nấm này ký sinh. Cái nghĩa là cái nấm Trichoderma này có khả năng là nó ăn thịt. Đại khái là mình nói nôm na nó ăn thịt. Nó diệt được nhiều các loại nấm gây bệnh cho cây trồng. Chẳng hạn như bệnh thối rễ nè, bệnh chết rạp cây con nè, bệnh xì mũi như phía Phytophthora nè. Nó diệt bằng cách nào? Bởi vì nó diệt bằng cách nó tiết ra một cái enzyme, tức là một cái men đó, đại khái mình gọi là cái men đó, nó làm tan cái vách tế bào của các loại nấm gây hại. Rồi sau đó cái nấm Trichoderma này nó xâm nhập, rồi nó hút dinh dưỡng của các nấm gây hại này làm cho các nấm này nó bị chết. Mình nói nôm na là nó ăn thịt. Cái thứ hai nữa là nấm Trichoderma nó có tác dụng kích thích cho cây trồng nó sinh trưởng và phát triển. Một số nấm Trichoderma nó sẽ giúp cho cây trồng chúng ta đó, nó ra rễ nhiều hơn, mạnh hơn, mọc sâu hơn. Do đó nó làm cho cái cây chúng ta nó tăng cường các khả năng hấp thu chất dinh dưỡng và đồng thời nó tăng cường cái tính chịu hạn và nó làm cho cái cây chúng ta nó ít cái độ ngã. Cái công dụng thứ ba nữa là cái phân giải hữu cơ. Phân giải hữu cơ thì bà con thấy rằng là đối với những cái sát bã thực vật, chẳng hạn như chúng ta thu hoạch cái cà phê rồi chúng ta xay ra còn cái vỏ, hoặc chúng ta thu hoạch cái đậu á, nó còn cái thân, cái lá, thường thường người ta trộn với cái nấm Trichoderma để làm gì vậy? Trộn vào để làm cho cái chất hữu cơ này nó mau mục hơn, nó mau phân hủy hơn. Và như vậy là cái phân nó mau hoai mục hơn. Rồi một số các nấm Trichoderma nó có đóng vai trò như một cái phân hữu cơ sinh học. Do đó người ta thường trộn cái Trichoderma trộn chung với các loại phân chuồng như phân gà, phân vịt, phân bò hoặc là các chế phẩm sinh học. Người ta bón vào đất, người ta trộn Trichoderma với những phân bón này để nó tăng cường cái hiệu quả của cái phân bón này. Nó giúp đất tơi xốp, thoáng khí, tạo nhiều chất bùn và tăng cường độ phì. Và trong cái phân mà chúng ta trộn Trichoderma đó thì nó giúp cho cái vi sinh vật có ích và vi sinh vật đối kháng nó tốt cho cây trồng. Mà hãy nó tốt cái rễ thì nó hạn chế cái việc bón phân hóa học và cái thuốc bảo vệ thực vật. Thì có một vấn đề bà con hay hỏi là bây giờ tôi trộn với nấm Trichoderma đi với thuốc được không? Thì đa phần là được, nhưng mà có một số người ta nghiên cứu thì không có nên trộn cái Trichoderma với những cái thuốc mà nó có hóa chất carbendazim. Thì hiện nay carbendazim thì người ta cấm là thành ra là cũng không lo lắm. Bởi vì ta thấy rằng nếu mà trộn cái Trichoderma này với cái thuốc mà có hoạt chất carbendazim thì nó sẽ làm cho cái nấm Trichoderma này nó không có còn hiệu quả nữa.
Đó là một số những thông tin mà chúng tôi cung cấp thêm cho các bác về cái vai trò của nấm Trichoderma trong cái việc bảo vệ cái trừ bệnh và cũng như là giúp cho cái cây trồng chúng ta. Cảm ơn các bác nông dân và các bạn nghe đài. Bà con và các bạn vừa nghe thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, nói về đặc điểm và sử dụng nấm Trichoderma trong nông nghiệp.